Em Trực xin kính chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh Hồng Trực Bóng Chuyển Nha Trang. Thì hiện tại là em Trực đang có mặt tại xã Dương Thọ, huyện Dương Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Trong ngày hôm nay em Trực sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị nhà mình 5 lô đất thổ cư nằm giữa đường tỉnh lộ 2 và con sông cái chạy dài xuống tới thành phố Nha Trang. Thì 5 lô đất thổ cư này có diện tích dao động là từ 81,4 m, ngang 5 m 1, dài là 16 m. Phun thổ cư hướng đất là hướng Tây Bắc và cách thành phố Nha Trang mình chỉ hơn 27 km đường ô tô thôi cả nhà. Và bây giờ em Trực sẽ đi ra đầu đường tỉnh lộ 2 hướng cho em Trực này. Quay vào trong để cả nhà mình có thể hình dung được là khu vực dân cư xung quanh. Đồng thời em Trực sẽ bay một số đồ hình flycam để cả nhà mình sẽ hình dung được là toàn bộ 5 lô đất ở đây nha. Đây anh chị, thì hiện tại là em Trực đang có mặt tại đường tỉnh lộ 2. Thì đường tỉnh lộ 2 này kết nối từ huyện Dương Khánh đi tới huyện Khánh Vĩnh nha cả nhà. Cái hướng này là mình sẽ đi tới được là xã Dương Đồng, xã Dương Phước và đi tới thành phố Nha Trang mình, là cách đó là 27 km đường ô tô nha anh chị. Và cái hướng này thì mình sẽ đi lên được tới là xã Sông Cầu của huyện Khánh Vĩnh thì cách đó là 5,2 km. Và đường tỉnh lộ 2 này hiện trạng rộng là 12 m đường nhựa, sâu hạ rộng tới là 30 m nha các anh chị. Và 5 lô đất này nằm trong khu vực dân cư, nằm gần con sông cái luôn. Đây, em Trực review khu dân cư xung quanh. Và đồng thời em Trực sẽ bay một số đoạn hình flycam. Anh chị mình sẽ hình dung được là toàn bộ khu dân cư ở đây. Rất là nhộn nhịp luôn anh chị. Ở đây thì điện nước đầy đủ nha anh chị. Đây. Anh chị lên trong đất á, thì ngay cái tập khó này, mình đi vào lô đất. Đây, em Trực đi vào bên trong đây. Về đường bê tông này hiện trạng rộng là 7,5 mét nha anh chị. Đây là khu vực dân cư xung quanh. Ở đây thì điện nước, trạm hết sóng, wifi tới nơi. Đường này thì ô tô mà dòng 4 chỗ hoặc 5 chỗ mình đi vào được nha anh chị. Là khu vực dân cư xung quanh này, rất là yên tĩnh luôn. Thì ở đây anh chị nhìn từ flycam xuống, thì ở đây cũng có vài cái ngôi nhà vườn. Ở đây, rất là rộng luôn. Và đặc biệt cái không khí mà gần sông cá rất là mát. Mình đi bộ ra chỉ có 200 mét thôi, đó là tới sông cái. Và đây chính là 5 lô đất mà ngày hôm nay em Trực sẽ giới thiệu cho anh chị. Thì hiện tại là 5 lô đất này có bản vẽ rồi. Thì ranh giới thì em Trực sẽ vẽ từ hình ảnh flycam xuống cho anh chị cho mình dễ hình dung hơn. Và đồng thời em Trực sẽ review ở dưới này cho anh chị nhà mình nhìn đó. Cái cổng màu xanh này đi ngang qua đây là 51, là chị nhà tới ngôi nhà phía sau á là 16 mét, là mỗi lô đều là ngang như nhau, là 5 mét mốt đó. Đây là 5 lô, thì 5 lô thì mình nhân lên là hơn 25 mét nha anh chị, tại vì ở phía sau nó có số lẻ á, là 5 mét mốt, 5 mét hai đó. Ở đây được cái là thổ nhưỡng, là trồng được bất cứ loại cây nào. Như anh chị thấy này, trồng mít nè, trồng dừa nè, trồng chuối nè, trồng bưởi nè, ở đây có thể trồng được thổ nhưỡng rất là tốt luôn. Bên đây thì trồng xoài nè. Thì ở cạnh 5 lô đất của mình á có 2 lô, nếu 2 lô này là biệt thự rất là đẹp luôn. Đây lô này và bên đây cũng lô này, như anh chị thấy, mình nhìn thấy này đó. Những người chủ của 2 lô này á, thì họ có để 2 cái trụ đế chắc chắn là để xây học nhà vườn rồi đó. Ở phía sau mình á chính là con sông cái nha anh chị. Đây, phía sau là con sông cái này, rất là mát. Em Trực đi lên đây là tầm là 10 giờ rồi anh chị, rất là mát luôn. Đây đường này đi xuống, nhưng em Trực không đi, em Trực đi hướng này, bám đất này đi. Đó, đây là con sông cái này, phía bên kia chính là xã Dương Đồng nha anh chị. Đó, thì hiện tại là cái con đường cao tốc á, Bắc Nam á, đang là chuẩn bị làm bắc qua sông cái này luôn. Từ mình mà đi ra con sông cái đi tới chỗ sông luôn á là 200 mét nha anh chị. Đó, về tầm tiền là 450 triệu mà em Trực chia ra cho 81 mét thì tầm đâu đó là 5 triệu rưỡi. Cái vé này là phù hợp cho anh chị đều ở này đó. Còn nếu mình đầu tư thì chỉ mình đầu tư dài hạn nha anh chị, ở thời điểm này thôi, B hoặc 5 năm mà theo em Trực hợp lý hơn là mình
mua đầu tư dài hạn hoặc là mình để ở, tại vì nằm trong khu vực dân cư rồi. Thổ nhưỡng trong đất rất quan trọng luôn. Ở đây trồng được tất cả các loại cây. Và khu dân cư ở đây cũng yên tĩnh nữa. Tầm tài chính là 450 triệu. Thì anh chị này mà có nhu cầu mà mua để ở thì hợp lý ở thời điểm này. Và bây giờ em Trực sẽ đo cái khoảng cách các tiểu xung quanh như là trường học, chợ nè, đi về Nha Trang nè, hoặc là gần cao tốc hoặc là gần sân bay nè, để anh chị nhà mình có thể hình dung được nha. Đây anh chị, cái màu xanh chính là cái vị trí mà em Trực đang đứng nha, đây cũng chính là vị trí của 5 lô đất luôn. Em Trực zoom nhỏ lại nè, như anh chị mình thấy là lô đất mình nằm giữa đường tỉnh lộ 2 và con sông Cái. Bên này chính là xã Dân Đồng nha anh chị. Em Trực đo ra đường tỉnh lộ 2 này, đó là hạ 10 mét nha anh chị, nhưng mà ở đây Google là đo đo không theo đường thẳng, theo đường thẳng là chỉ là tới 20 mét lận đó. Và em Trực đo lên tới nè, huyện Khánh Vĩnh này, thì trại giáp đầu tiên đó chính là xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh. Nên lên đó là chỉ có 4,6 km thôi, thì anh chị có công việc đó, thì chạy lên đó tầm là 4,6 km. Còn mình chỉ đo ra tới là đường quốc lộ 27 này đó, đường quốc lộ 27 chỗ này đó là 1,7 km nha anh chị. Còn mấy anh chị nào mà đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đi đi ô tô á thì tới tới đoạn này này, ở chỗ này chính là nút giao cao tốc Bắc Nam đoạn Dương Thọ, bấm vào là 6,1 km đi ô tô là tới đất luôn. Còn bây giờ á, là em Trực sẽ đa tới là ủy ban xã Dương Thọ, thì ngay chỗ đó là các trạm y tế này, trường học này. Đây như anh chị thấy này, đây là 6 km nha anh chị. Còn mày ở đây có chợ, nhưng mà chợ ở này á, thì chỉ có là vào buổi sáng thôi. Nên bây giờ em Trực sẽ đo tới là chợ Dư Phước. Chợ Phước là chợ lớn nhất ở đây, có đầy đủ tiện ích cho mình, là 8,9 km nè. Còn bây giờ mình sẽ đo về tới thành phố Nha Trang nha. Thì ở đây em Trực sẽ đo tới là cầu Quảng Trường, Phường Phước Hải. Tại vì em cái đoạn này em Trực hay đi. Cái trường của Phường Phước Hải là 27 km nha anh chị. Đây mình đi xuống biển đó này, mình đi tới biển luôn. Thì em Trực cũng lấy là cái điểm mà ai cũng biết đó, Quảng Trường 2/4. Bấm vào là 27 km nha anh chị. Đó là tương đương là 39 phút. Còn bây giờ mình sẽ đi tới là từ sân bay Cam Ranh mà đi tới lô đất là bao lâu nha. Là từ sân bay Cam Ranh mà tới lô đất của mình là 50 km, tương đương là 1 tiếng đồng hồ. Thì nãy giờ em Trực cũng điều xong 5 lô đất thổ cư, giá bán là 450 triệu, diện tích là từ 81,4 m, cách thành phố Nha Trang mình là hơn 27 km đường ô tô, gần sông Cái và gần đường tỉnh lộ 2. Thì quý cô chú anh chị nhà mình có nhu cầu đi xem 5 lô đất này thì liên hệ em Trực, số điện thoại em là 0842 186 79. Hẹn gặp lại anh chị ở một video tiếp theo nha.